quân tử bạn ơi. Đợt này nhà mình có cái lô trúc quân tử này rất cao và rất đẹp. Có cây nó phải cao đến tầm hơn 3 mét ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây trúc quân tử. Thân rất là to mẫm. Các bạn nhìn thấy cái này nó to, nó như gần như là cái ngón nhẫn ấy. Có những cây rất mập luôn như cây này. Thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Đây để mình quay từ xa cho các bạn nhìn thấy cây rất cao ạ. Thân thì thẳng, tắp, nuột, đẹp. Các cái cây này ra rễ đảm bảo rồi nhé bạn nhé. Các cái mà nhìn để phân biệt ý, thì các bạn sẽ thấy là lá non nó lên rồi, rễ đảm bảo rồi. Ngoài cái cây to như lúc đầu mình giới thiệu thì ở phần cuối này là các bạn có thể nhìn thấy cái cây mà nó thấp hơn. Nó cao khoảng 1,6 m đến 1,8 m. Các bạn có nhu cầu mua trúc quân tử thì alo ạ. Cảm ơn các bạn.